Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn mình khám phá từ game đầu tiên nha. Subway Surfers. Let's go. Let's go.
Oh my god, tưởng lên ở trên đó mà không lên được. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Vào đây, let's go. Sao phải bắn để tất cả đều chết luôn, vẫn không xuống được cái dưới kia. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Video mod kê. Lava Red Soul. Mình sẽ phải đi tìm chiếc chìa khóa. Oh my gosh.
Vẫn mở được. Đây như là một ngôi nhà ma, một ngôi nhà bỏ hoang khá lâu rồi. Chỗ này có gì không? Các bạn sẽ tiếp tục và tìm kiếm tiếp ở trong này. Đây là một tựa game ma và là một tựa game bẻ khóa. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Mito Stick. Let's go. Level 16, ok. Ready. Go. Go. First blood. Killing spree. Unstoppable. Dominating. Godlike. Double kill. Triple kill. Legendary.
Oh my god. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 6, Mr. Sense. Let's go. Okay, let's go. Us. Okay, okay. What was that? So mình sẽ tẩm cái loại thuốc này vào chỗ thức ăn của con lợn. Let's go, quay về thôi. I think I heard a noise around here. Okay.
I got you. Rồi, mình sẽ quay lại chỗ thức ăn luôn ạ. Let's go. Here, come see me. Okay, mình sẽ dẫn cô gái này đi gặp ông bác sĩ. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. Now, with your help, I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Taste the apples. I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. Apples. Okay. Sau đó thì mình sẽ đổ những cái này vào đây để cho ông bác sĩ này chế một loại thuốc cho cô gái trở lại thành người bình thường. Okay, let's go. Yes, that's it. This, another bit of that. Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. You'll help. Drink it all.
Okay. Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Red Bull 4. Bắt đầu. Cho nên mình sẽ phải ủi cái này. Ok. Đấy đã. Ok, let's go. Oh my gosh. Sẽ chuyển sang cái detail với spec 2. Let's go. Bắt đầu kinh do off road. Yeah, let's go. Oh my god. Và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.